Chào các bạn nhé. Theo thông tin của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện Bắc Quang thì cái ảnh hưởng thiệt hại thiên tai gây ra trên địa bàn huyện tính đến ngày trưa ngày 1 tháng 10 năm 2024 thì vẫn còn có mưa rất to và kèm theo dông. Tình hình thiệt hại thì ảnh hưởng về người thì đến nay là tổng thiệt hại là có 15 người, trong đó là có 3 người chết và mất tích. 3 người chết và 3 người mất tích, 9 người bị thương. Đến thời điểm hiện tại còn có 3 người mất tích vẫn chưa được tìm thấy thi thể, và 7 người bị thương chưa được xuất viện. Về ảnh hưởng về nhà ở ấy, thì là tổng số nhà bị thiệt hại toàn huyện Bắc Quang là có 25 nhà, trong đó nhà bị đổ hoàn toàn là 10 nhà, nhà ở bị thiệt hại 50% trở lên là 15 nhà. Số hộ đã di rời khẩn cấp là 182 hộ trên tổng số là 716 nhân khẩu, trong đó là xã Việt Vinh nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khi tôi đang live stream thì có điện thoại đến nên phải tạm dừng. Hiện nay là cái số hộ đã phải di rời ấy, khẩn cấp ấy, thì là có 182 hộ trên 716 khẩu, trong đó xã Việt Vinh là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất, là đã di rời 136 hộ và 534 khẩu. Xã Đồng Tâm là 21 hộ trên 82 khẩu, xã Tân Thành là 23 hộ và 92 khẩu, xã Kim Ngọc là 2 hộ và 8 khẩu. Số hộ cần phải di rời khẩn cấp đến nơi an toàn là 51 hộ trên 201 khẩu, trong đó xã Việt Vinh là 37 hộ, 145 khẩu, xã Đồng Tâm là 7 hộ với 35 khẩu, xã Tân Thành là 6 hộ với 21 khẩu. Ngoài ra là đợt mưa lũ cũng như là lũ quét ấy, thì ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất hoa màu cũng như là thiệt hại về chăn nuôi của bà con nhân dân. Về ảnh hưởng đường giao thông thì đến nay thì cái km 50 vẫn còn đang ách tắc, và lực lượng chức năng cũng đã đang triển khai phấn đấu là trong ngày mùng 1 này sẽ hoàn thành để thông tuyến. Tuy nhiên cái việc thông tuyến ấy thì nó vẫn còn ảnh hưởng bởi cái nguy cơ sạt lở vẫn còn cao. Chính vì vậy dự kiến trong thời gian tới này ngành chức năng cũng sẽ phân luồng giao thông, chỉ cho đi theo một tuyến, khi tuyến bên phải đi lên hết rồi thì tiếp tục lại cho tuyến bên trái đi tiếp, chứ không cho đi thông suốt như hồi xưa. Tại địa điểm chúng tôi đang đứng đây ấy, thì là tại xã Việt Vinh, thì các ngành chức năng cũng đã chỉ đạo khắc phục hậu quả và có mặt trực tiếp tại hiện trường là các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trong đó có đoàn công tác của Bộ Quốc phòng lên khảo sát những địa điểm nguy cơ sạt lở cũng như là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hiện nay cái điểm sạt lở của thôn Thượng Mỹ ấy, đang tìm người mất tích ấy, thì lực lượng cũng đã huy động gần 100 nhân lực cũng như là phương tiện máy móc để mà tiếp tục đào bới. Theo số liệu thống kê tại xã Việt Vinh thì hiện nay là công an cũng như là lực lượng xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, huyện đội đã huy động trên 40 cán bộ để hỗ trợ 38 hộ gia đình với 154 khẩu có nhà nằm ở vùng nguy cơ sạt lở di chuyển đồ đạc về hội trường thôn Tân Mỹ và tìm kiếm người mất tích. Có thể nói là một trong những cái hoạt động
từ thiện nhân đạo ấy, thì các tổ chức cá nhân thì cũng đã có nhiều hoạt động để mà giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Cụ thể là thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện ấy, thì là tổng số tiền đã ủng hộ đến thời điểm hiện tại là 43 triệu đồng. Số tiền đó đã hỗ trợ cho gia đình có người bị mất ấy, bị chết là 2 triệu đồng trên người, với tổng số là 6 triệu đồng. Hỗ trợ cho gia đình có người bị thương là mỗi người là 1 triệu đồng. Hỗ trợ cho 5 gia đình có nhà bị đổ sập hoàn toàn tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh ấy, số tiền là 2 triệu đồng một hộ. Và hỗ trợ cho 50 hộ gia đình di rời khẩn cấp tại xã Việt Vinh, số tiền là 0,5 triệu đồng trên hộ, là tổng số là 25 triệu đồng và 50 thùng mì tôm. Ủng hộ qua xã Việt Vinh, nhà hàng Trinh Hiên ấy, và nhân dân thôn Tân Bình, Tân An hỗ trợ là 105 suất quà cơm, suất cơm tối ngày 29 và trưa ngày 30. Nhà hàng Kiểm Ngành thôn Tân An đã hỗ trợ 200 suất cơm. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ 160 suất cơm. Nhóm thiện nguyện chị Nguyễn Thị Ngân thôn Thanh Bình, thị trấn Việt Quang hỗ trợ 8 thùng sữa, 10 thùng nước, bánh mì. Ban trị sự chùa Thiên Ân hỗ trợ 150 thùng mì tôm cho 15 hộ. Nhà hàng Hoa Vũ của xã Tân Quang hỗ trợ 40 suất cơm sáng. Facebook Thúy Vân, Ngọc Linh, Vị Xuyên ủng hộ mì tôm và 20 thùng sữa, nước uống 20 thùng, bánh mì là 66 cái. Hiện nay huyện tiếp tục bố trí lực lượng tập trung tìm kiếm người mất tích, người đã bị nước lũ cuốn trôi và người bị vùi lấp hoặc là nghi bị vùi lấp ở các con suối cũng như là các điểm sạt lở ở Thượng Mỹ và Nậm Buông của xã Việt Vinh. Phối hợp với các bệnh viện thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình có người bị thương, hộ gia đình có nhà ở bị đổ sập. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng tập trung khôi phục, khắc phục, bảo vệ hệ thống đường giao thông, chỉ đạo tuyệt đối không cho người dân đi lại các khu vực đường giao thông bị ngập úng, các điểm giao thông có nguy cơ sạt lở cao. Hỗ trợ về nhu yếu phẩm để đảm bảo sinh hoạt cho hộ bị thiệt hại đã bị di rời đến nơi an toàn và tiến hành di rời khẩn cấp hộ sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến điểm an toàn. Đây là chính là điểm đầu nguồn của Thượng Mỹ. Theo hình ảnh Freecam thì điểm đầu thượng nguồn của suối Thượng Mỹ này thì đã bị sạt lở nghiêm trọng và hiện nay nước vẫn tiếp tục xối xả chảy xuống, tạo nên những dòng chảy rất lớn. Hiện nay là nhiều cái diện tích đã bị ngập úng này thì đã nước vẫn tiếp tục tràn. Nên vì vậy là công tác khắc phục hậu quả của lực lượng chức năng là vẫn tiếp tục triển khai và gặp rất nhiều khó khăn.